Trường Giang bị nữ sinh cắn vào tay, kêu oai oái giữa trường quay. Sự xuất hiện của cô thí sinh cắn tay Trường Giang khiến Trấn Thành cười nghiêng ngả trong thách thức danh hài mùa 4 tập 11. Tại thách thức danh hài mùa 4 tập 11, nhiều tình huống tréo ngoa tiếp tục xuất hiện cùng sự lộ diện của những thí sinh bá đạo. Đôi khi chính giám khảo Trường Giang và Trấn Thành lại bị đẩy vào tình huống dở khóc dở cười. Hai cô gái tấn tài với công việc làm móng tay và Trúc Thanh với công việc trang điểm xuất hiện trong tà áo dài, áo bà ba đầy duyên dáng. Ở phần thi đầu tiên, cả hai đầy e thẹn tiến đến bàn giám khảo, sau đó tấn tài nắm tay Trường Giang và bất ngờ cắn yêu, khiến mười khó hốt hoảng. Trước tình cảnh đó, Trấn Thành bật cười như được mùa. Với 60 giây tiếp theo, hai cô thí sinh hóa thân thành chủ tớ và gọi Trấn Thành một tiếng mình, đầy tự nhiên. Tiếp đó tấn tài và Trúc Thanh đặt hai nam giám khảo vào vòng lao lý, tuy nhiên tiết mục dự thi của hai cô nàng vẫn không chinh phục được Trấn Thành và Trường Giang. Cũng ở tập này, phần thi của cô bé 6 tuổi Xuân Tâm mang đến nhiều điều thú vị. Sự ngây ngô trong sáng trong câu trả lời của cô thí sinh nhí không hề ăn nhập với câu hỏi của Trấn Thành Trường Giang khiến cả khán phòng cười nghiêng ngả. Bé hóa thân thành bà ngoại của cả Trấn Thành Trường Giang, Tiến Luật, và hết lau miệng cho Trường Giang lại trách móc Tiến Luật khiến Trấn Thành bật cười. Sau đó Xuân Tâm xin phép dừng cuộc chơi, nhận giải thưởng 2 triệu đồng. Cô giáo mầm non Lê Thị Hà đề nghị Trường Giang Trấn Thành cho mình được ôm để bớt rung. Nào ngờ sau khi ôm, cô cho rằng hai giám khảo dễ dãi, làm cả khán phòng cười lăn. Ở phần thi, cô ví von Trấn Thành Trường Giang là những cậu học trò mầm non, nên hết đút ăn lại nựng nịu hai giám khảo. Tuy nhiên tiết mục chưa đủ chọc cười giám khảo. Cô bé Thùy Dung, 17 tuổi vừa xuất hiện trên sân khấu, liền gửi lời chào đến hàng loạt tên những người bạn thân của mình. Trong phần dự thi, cô thí sinh hóa thân thành cô bé bán bánh mì với tiếng rao hàng bá đạo, có những câu thoại độc đáo nhưng giám khảo vẫn không bật cười. Cô sinh viên năm cuối Thúy Phương hóa thân thành một biên tập viên với những lời bình luận hài hước không kém phần chặt chém bộ ba Trấn Thành, Trường Giang, Tiến Luật. Tiết mục của Thúy Phương đã chọc cười thành công Trấn Thành. Ở vòng thi tiếp theo, nữ thí sinh nói chuyện điện thoại với mẹ đầy dí dỏm nhưng vẫn phải ra về. Cuối cùng là Phượng Nhi cùng người bạn thân trong phần 2. Hai nữ thí sinh cất tiếng hát đầy ngọt ngào rồi chuyển đột ngột sang rao bán bánh bía đầy chợ búa hùng hổ. Chưa dừng ở đó, Phượng Nhi còn lầy lội lăn lê bò lết để rao bán, mặc dù đang diện trang phục áo dài duyên dáng khiến Trấn Thành cười nghiêng ngả. Ở vòng thi tiếp theo, Phượng Nhi bước đến khu vực giám khảo và trổ tài làm MC đầy khó đỡ. Cô còn bật lên câu vụng cổ đầy hài hước khiến Trấn Thành phì cười. Ở vòng chinh phục giải 20 triệu đồng, cả hai thí sinh hóa thân thành cặp mẹ con, chặt chém không thương tiếc Tiến Luật. Tuy nhiên do kịch bản vẫn chưa đủ độ hài hước. Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng về bảng giá khủng của Bùi Tiến Dũng. Đàm Vĩnh Hưng bức xúc trước cơn bão phản ứng về bảng giá của Bùi Tiến Dũng. Ngày hôm qua 1 tháng 2, dư luận xôn xao trước thông tin lộ bảng giá khủng được cho là của thủ môn Bùi Tiến Dũng sau chiến tích của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á. Theo đó, một đơn vị truyền thông chủ động tuyên bố rằng họ chịu trách nhiệm quản lý hình ảnh của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Và sau đó đã lộ báo giá quảng cáo tham gia sự kiện của chàng thủ môn điển trai bằng những con số rất chi tiết. Các mức giá trong bản báo giá đề cập rất cụ thể như một bài đăng quảng cáo trên trang cá nhân của thủ môn Bùi Tiến Dũng có giá 2.500 đô, khoảng 57 triệu đồng. Một lần livestream 1 tiếng có giá 5.000 đô, hơn 110 triệu đồng. Tham gia sự kiện là 10.000 đô, gần 230 triệu đồng. Và một lần đăng ảnh check-in tại sự kiện là 5.000 đô, hơn 110 triệu đồng. Sau khi đọc được bảng giá này, rất nhiều cư dân mạng đã lên tiếng chỉ trích công ty truyền thông và cả Bùi Tiến Dũng đã hét giá quá cao. Nhiều người hâm mộ khuyên chàng thủ thành của U23 đừng để hào quang che đi tất cả. Trước những phản ứng gay gắt của cộng đồng mạng, ngôi sao hạng A của làng giải trí Việt, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã lên tiếng bênh vực chàng thủ môn xứ Thanh và đưa ra những nhận định rất khách quan về vấn đề nhạy cảm này. Đàm Vĩnh Hưng viết, quyết định dành cả tuổi thanh xuân đêm nay viết cái status này mới được. Hưng thấy hơi bức xúc trước câu chuyện giá cả của em Bùi Tiến Dũng. Hưng có những lời muốn nói như sau. 1. Bạn có dám chắc chắn đó là bản giá thật hay không? Nếu sau khi biết đó là trò chơi của dân cư mạng, thì có ai viết những dòng xin lỗi Bùi Tiến Dũng không? Hay im lặng hèn hạ? 2. Tại sao bạn lại chửi bới, chỉ trích? Bạn có trả số tiền nào trong bản giá đó không? 3. Nếu con em của bạn được săn đón và hot như vậy, bạn có muốn thiên hạ chửi không? 4. Đặt trường hợp giá cả là như thế có thật thì đã sao? Bạn và công ty bạn có nhu cầu mời Dũng đến không? Nếu không thì tại sao lại ý kiến?
5. Những thương hiệu nhãn hàng muốn có mặt của Dũng thì họ tự biết hiệu quả của Dũng mang tới là như thế nào. 6. Ở thời điểm này, tất cả những ngôi sao hạng A cũng đều phải về nhì so với các em U23. Vì thế, sự xuất hiện của họ chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả cao nhất cho bất kỳ điều gì gắn liền với họ. Ví dụ bây giờ Bùi Tiến Dũng mặc một cái áo đó, Quang Hải uống loại nước kia, Duy Binh Kỳ bán son nọ, Công Phượng mang một đôi giày kiểu mới, Duy Mạnh Văn Đức Văn Thanh, Tiến Dũng Đức Chinh Xuân Trường, Văn Hậu Ngọc Quang Trọng Đại Thái Úy Văn Toàn, Thành Trung Đình Trọng Văn Đại Ngọc Tuấn Văn Hoàng, Đức Huy Xuân Mạnh xài một loại nước hoa nào đó. Chắc chắn tất cả những thứ đó đều hot và bán chạy ngay, cho nên việc giá cả là chuyện bình thường, ai đủ sức thì chơi, không thì bơi ra chỗ khác. Tiền vẫn còn nguyên trong túi quý vị nhé. Thử con em của mình mà hot như các em thử xem, lúc đó cả nhà bu lại họp cả ngày xem giá đó ổn chưa, có bị hớ không. Dòng trạng thái của Đàm Vĩnh Hân thu hút lượng lớn bình luận của khán giả. Hiện tại thủ môn Bùi Tiến Dũng chưa lên tiếng nào sau vụ việc để lộ bảng giá. Bùi Tiến Dũng tiết lộ tiêu chí chọn thủ môn, phải đẹp trai, xấu cho lên đá hết rồi, Trường Hiếp và dàn U23 vào dập tơi tả. Thủ môn Bùi Tiến Dũng vừa nhận đẹp trai nhất đội, cả dàn U23 đã ùa vào bóp mẻ, khiến người xem không nhịn được cười. Bên cạnh kỹ năng chơi bóng thần sầu, đội tuyển U23 Việt Nam còn gây sốt vì tính cách thật thà đáng yêu. Ngoài thời gian tập luyện căng thẳng, các chàng trai trẻ thường cùng nhau tung hứng hài hước trên mạng xã hội. Chủ đề chính trong những dòng trạng thái hết sức nhí nhảnh của các tuyển thủ thường là câu hỏi muôn thuở xem ai đẹp trai hơn. Theo người gác đền Bùi Tiến Dũng, tiêu chí đầu tiên để chọn một thủ môn là phải đẹp trai, vì xấu cho lên đá hết rồi. Tuyển thủ xứ Thanh còn khẳng định chắc nịch phải đẹp trai thì mới chơi đá bóng hay được. Bùi Tiến Dũng 5 lần 7 lượt cho thấy sự tự tin về nhan sắc. Xuân Trường cũng không vừa khi tự nhận anh chàng mới là người xếp hạng nhan sắc cao nhất đội. Cây hài Đức Chinh không khiến fan bất ngờ về độ lầy khi tuyên bố nếu đẹp trai có tội thì tôi đáng tội tử hình. Hậu vệ đánh đá Đỗ Duy Mạnh quyết không thua kém anh em. Cực phẩm hiền lành như tiền vệ cánh trái Phan Văn Đức cũng có độ tự luyến cực cao. Sự hài hước của dàn U23 là một trong những lý do chính để toàn đội nhận được sự yêu mến lớn đến như vậy. Trên sân cỏ là đồng đội, ở ngoài đời, U23 thân thiết như anh em một nhà. Nói thẳng, đừng làm hư Bùi Tiến Dũng và U23. Trước tiếng tăm nổi như cồn của các người hùng U23 Việt Nam, trong đó nổi bật là thủ thành Bùi Tiến Dũng, một công ty truyền thông nhanh tay tung ra bảng báo giá hình ảnh người nhện này. Đó là công ty Orion Media, bảng báo giá booking Bùi Tiến Dũng áp dụng từ ngày 1 tháng 2, 2018 đưa ra các mức giá rất chi tiết. Theo đó, một bài đăng trên Facebook cá nhân của Dũng sẽ được trả 2.500 đô, gần 60 triệu đồng, một lần livestream 5.500 đô, một lần Dũng dự sự kiện lấy cát xê 10.000 đô, chụp ảnh check-in với Dũng 5.000 đô, một lần ghi hình quảng cáo 50.000 đô, không nhận booking lẻ hay viết status quảng bá cho các nhãn hàng không phù hợp. Diễn giải rõ hơn một chút thế này, hiện trang Facebook cá nhân của thủ môn Bùi Tiến Dũng rất hot, có hàng triệu lượt người theo dõi xem mỗi ngày và rất đông người đặt chế độ theo dõi follow với hơn 2,6 triệu người. Đây chính là một kênh quảng bá nhãn hàng mà các nhà làm truyền thông để mắt từ lâu và nay chính là cơ hội để họ tung chiêu làm giá. Ai muốn quảng bá sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình qua Facebook của Dũng phải chấp nhận các mức giá như trên thông qua sự dàn xếp của Orion, và tất nhiên Orion cũng có phần. Quả thật, nhìn vào cách làm này thấy lẫn cợn làm sao, người Việt yêu tập thể U23 là bởi tài năng, sự cống hiến. Quý các cầu thủ trẻ là bởi sự trong sáng có phần ngây thơ, hầu như ai cũng muốn chiến tích ấy và những hình ảnh tinh khôi ấy mãi đẹp trong lòng người hâm mộ. Đừng bị vẫn đục bởi kiếm tiền hay các giá trị vật chất khác. Nói điều đó là bởi chúng ta đã từng uống chén đắng của những cầu thủ bán mình cho quỷ như Văn Quyến, Quốc Vượng. Một thời sau những cuồng si với đội bóng quốc gia ở SEA Games 23, nay hỏi bất cứ người Việt nào chắc chắn không một ai muốn điều đó lặp lại. Do vậy, nay thấy xen lẫn trong hào quang, các cầu thủ trẻ còn vô số sợi dây cám dỗ của tiền bạc, của vật chất được giăng ra. Tiền của là cái đích để đạt tới, nhưng cũng là sự thử thách, cũng là cạm bẫy và dễ sa ngã hơn ai hết chính là các cầu thủ trẻ. Hơn nữa, thành tích của U23 là thành tích tập thể, những cá nhân xuất sắc hiển nhiên sáng giá hơn, nhưng không có nghĩa lấy sự sáng giá của cá nhân ấy làm tiền thiên hạ như cái cách chia phần cân gạo mà Orion đã làm. Nói thẳng, người lớn đừng làm hư các em, làm hư Bùi Tiến Dũng.
chưa gì đã dẫn dắt các tuyển thủ tuổi chưa chín vào thế giới kiếm tiền của sự mặc cả, của sự đòi hỏi, của đua đòi là không nên. Làm như vậy là uổng công dạy dỗ các lò đào tạo bóng đá và huấn luyện viên Park Hang-seo. Làm như vậy là phá hỏng một thế hệ vàng của bóng đá nước nhà, vốn không dễ tìm bao nhiêu năm qua. Không ai được phép làm điều đó, dù là công ty truyền thông tư nhân hay kể cả VFF. Chúng tôi muốn nhấn mạnh thêm, những ngày này và trong những ngày tới, các khoản thưởng phải xử lý cho khéo trong việc định công phân chia. Tiền thưởng là tấm lòng của người hâm mộ, của các mạnh thường quân, của nhà nước, nếu xử lý không khéo gây mâu thuẫn, mất đoàn kết thì ê hề lắm. Qua đó, phụ lòng người yêu bóng đá biết nhường nào. Xin khẳng định điều này, bất cứ cầu thủ nào cũng có quyền làm hình ảnh, khai thác hình ảnh của bản thân để xin lợi. Ai có tài thì người ấy xứng đáng được hưởng. Điều đó trên thế giới rất thông dụng và ở Việt Nam cũng không ngoại lệ. Nhưng trong vụ U23 Việt Nam và Bùi Tiến Dũng thì khác, Dũng chưa gật đầu với ai. Tập đoàn FLC là chủ quản của câu lạc bộ bóng đá Vũ Đan Đồng Quân mới có quyền quản lý Dũng. VFF và Dexter Alpha là hai đơn vị nắm giữ bản quyền khai thác hình ảnh của các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tất cả đều chưa có động thái nào. Vậy mà một công ty truyền thông đã nhảy xổm vào rao bán hình ảnh của tuyển thủ. Đó là sự xúc phạm. Thể hiện sự sống sượng vô cùng, nhất là vào những ngày này. Kiếm tiền có nhiều cách, nhưng kiếm tiền bằng mọi giá như thế thì không phải là cách của người có lòng tự trọng.